Cội Bồ Đề uy nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lạy đấng đại hùng gọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát chánh đạo con đường giải thoát, đưa chúng sinh thoát khỏi bờ mê. Còn nay một niệm quy về quy pháp bảo Bồ Đề tự tâm. Thân là bậc từ hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả viên thành. Lục căn tịnh lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng nhân lành thế gian. Do phước báo phát sanh với lòng thành kính tán dương ân đức Tam Bảo, mong nhờ qua lực Tam Bảo gia hộ đến chư đại đức tăng ni, toàn thể chư Phật tử thiền sinh được năm điều phước báo, sống lâu sắc tốt, ăn vui sức khỏe, có trí huệ sáng suốt, tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận cố hưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 22 tháng 2 năm 2023, tại Thiền viện Quốc Sơn chùa Lá Giang, nhân dịp đầu năm mới, tổ chức khóa thiền do Đại Đức Hạnh Tuệ hướng dẫn, với số lượng thiền sinh khoảng trên dưới 200 thiền sinh. Thưa quý vị, chúng tôi cũng vừa mới bế mạc một khóa thiền do sư cô Huyền Linh hướng dẫn, là 260 thiền sinh vào ngày 20 tháng 2. Hôm nay là hôm nay nghỉ ngày 21, thì qua ngày 22 chúng ta tiếp tục khai mở một khóa thiền khác. Và tối ngày mai 23 thì chúng tôi có tổ chức một khóa thiền khoảng trên 100 thiền sinh ở thiền đường kế bên đây, do ngài thiền sư Hồ Tịnh ở Canada trụ trì ngôi chùa San Tom S ở Trà Vinh hướng dẫn trong 7 ngày. Và ngày 24 thì chùa Thiền viện Phước Sơn Đầu Lá Giang cũng khai mở hai khóa thiền. Một khóa thiền ở thiền đường quốc tế, khoảng đến giờ phút này thì 700 người đã xác nhận đến tham dự khóa thiền, với số lượng là 950 người đã đăng ký. Đồng thời một khóa thiền nữa tại chánh điện cũng ngày 24 dương lịch thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, là khoảng trên dưới 150 người. Vì ba cái thiền đường đã có thiền sinh tu tập, cho nên là phải sử dụng tới cái ngôi chánh điện. Như vậy chúng ta đang có một cái thời điểm mà tới 4 khóa thiền được diễn ra. Khóa thiền dài nhất là 10 ngày là khóa thiền chúng ta ở đây. Một khóa thiền nữa là khoảng 7 ngày. Và một khóa thiền là 3 ngày, hai khóa thiền 3 ngày. Mà cùng lúc thì thứ bảy, thứ sáu, bảy nhật mà có mặt ở đây khoảng 1.000 người. Và do đó cái khâu mà ở rồi sắp xếp ăn uống là một vấn đề cần phải được quan tâm. Vì khi mình trải thảm đỏ, mình mở một khóa thiền để mời gọi mọi người đến tu tập thì mình phải có sự trân trọng. Tuy nhiên nếu có gì sơ sót thì mong quý vị cũng bỏ qua cho. Và có những trường hợp mà có nhu cầu riêng thì quý vị liên lạc với văn phòng hoặc liên lạc trực tiếp của chúng tôi, để chúng tôi có thể giúp cho quý vị được có 10 ngày an lạc, 10 ngày hạnh phúc. Có thiền trước đây thì chúng tôi có tham gia thuyết pháp mỗi tối. Tuy nhiên có thiền này thì chúng tôi chỉ có mặt là tối hôm nay. Phần còn lại là Đại Đức Hạnh Tuệ sẽ là cái người trực tiếp ở thuyết pháp tại pháp tòa này, và trực tiếp hướng dẫn về kỹ thuật cho các vị thiền sinh chúng ta. Thưa quý vị, câu hỏi thứ nhất là những vị
lần đầu tiên tham dự một khóa thiền, xin đưa tay cho chúng tôi biết. Như vậy thì đa số cũng khoảng 70% những người mới hoàn toàn. Thông qua mạng xã hội internet thì quý vị biết được khóa thiền tổ chức và quý vị đến đây. Quý vị nào mà lần đầu tiên mà đến thiền viện Phước Sơn Đồi Lá Giang này cũng xin đưa tay. Thì nó cũng tương đương với những người lần đầu tiên đến dự khóa thiền. Trước nhất là chúng tôi xin được chúc mừng quý vị đã có một cái duyên vàng có mặt trong 10 ngày, 10 đêm này để trở về với chính mình, trở về với cái hơi thở của mình, với cái đi đứng nằm ngồi của mình, trở về với cái suy nghĩ của mình, và trở về với con mắt của mình là cảnh sắc trước mặt mình, trở về với cái tai của mình là cảnh thinh mình nghe, trở về với cái mũi của mình và những cảnh hương, cảnh khí, trở về với cái lưỡi của mình và cảnh vị, trở về với cái thân của mình và cảnh xúc, trở về với cái tâm của mình, cái ý của mình và cảnh pháp, những cái gì mình suy nghĩ tới. Nên được gọi là khóa thiền Vipassana tứ niệm xứ thì cũng được xem như là khóa thiền trở về với chính mình. Thưa quý vị, vì thời gian cũng có hạn, do đó chúng tôi cũng xin chỉ tóm tắt những cái ý chính trong một khóa thiền. Thứ nhất là thiền là gì? Cái thiền ở đây là viết tắt từ cái thiền na. Thiền na mà khi mà phiên âm từ chữ sa na trong tiếng Bali thì phiên âm là thiền na. Vì mình tới 1000 năm chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa về ngôn ngữ, về chữ viết, vân vân, rồi sau này mình vì ảnh hưởng cái nền văn hóa của Pháp, của Mỹ, cho nên mình mới chuyển qua cái mẫu tự ABC, mẫu tự Latin. Đúng ra mình phải viết cái mẫu tự mình là cái mẫu tự chữ Hán có pha, có biến đổi thành ra chữ Nôm, chứ không phải mình giống như những cái nước Nhật Bản, Đại Hàn, họ cũng gốc có từ cái văn hóa Trung Hoa rồi họ chuyển qua, thì cái chữ của họ nó cũng có cái gì đó nó gần với cái chữ Trung Hoa. Nhưng mà may chúng ta là chúng ta chuyển qua cái chữ ABC, alphabet, chữ Latin, cho nên cũng là cái từ đó, cái âm đó mà là viết bằng chữ ABC, chứ không phải viết bằng cái chữ Nôm, chữ Hán. Thì chữ thiền na này á, người ta phải viết bằng chữ Hán, nhưng mà từng mình viết bằng chữ TH, chữ Y, chữ E, chữ N, chữ N, chữ A, thiền na. Có thêm chữ vô quyền. Thì thưa quý vị, thiền na là gì? Đây là từ phiên âm. Từ phiên âm từ tiếng Bali là cha na. Cha na, phiên âm là thiền na. Đây không phải là từ Việt, mà người Trung Quốc họ tiếp nhận cái Phật giáo Ấn Độ đó cũng sớm. Và họ có chữ viết cũng sớm, cho nên họ mới phiên âm ra cái chữ đó là thiền na. Mà sau đó họ bỏ chữ na, họ lấy chữ thiền. Mình ở đây, mấy mà họ bỏ, mình bỏ. Khi phiên âm ra chữ thiền na thì người Việt Nam mình bỏ chữ na lấy chữ thiền. Đó. Cũng giống như là cái chữ danh Lam Thắng Cảnh. Thì chữ Lam á, chữ Lam là gì? Chữ Lam tức là tăng già Lam Ma. Và tăng già là Sangha. Mà Lama là Arama. Arama. Arama tức là chùa. Thì tăng già Lama ở đây tức là bỏ chữ tăng, bỏ chữ ma, còn chữ già Lam. Rồi sau đó bỏ chữ luôn cả cái chữ già lấy chữ Lam. Cho nên mình có cái danh Lam Thắng Cảnh. Chữ Lam đó tức là
là Sangha Rama. Sangha tức là tăng già, tăng già ở đây tức là sư, sư thầy. Còn Arama tức là cái vườn, cái vườn, đất vườn. Anathabind Vikasa Arame, trong vườn của ông cốc cô độc. Thì cái vườn đây là cái vườn, đất vườn. Và đất vườn ở chỗ mà có sư thầy ở thì gọi là già la. Tức là đất vườn có tăng già ở. Tăng già Lama, tăng già Lama bỏ chữ ma lấy chữ la. À, bỏ chữ tăng lấy chữ già, già la. Bỏ luôn chữ già lấy chữ la. Chúng tôi nói dài dòng vậy để quý vị hiểu rằng là cái từ Phật học của tiếng Việt Nam chúng ta nó ảnh hưởng từ cái từ chữ Hán của Trung Hoa, Trung Quốc. Rồi sau đó mình cũng chế biến lại thành ra là cái từ của mình. Thì chữ Thiền Na đây là gì? Thiền Na trong tiếng Pali gọi Cha Na. Cha Na có nghĩa là dán, à, dán, dán. Ví dụ tờ giấy này tôi dán vào cái tường mà nó không rớt xuống. Đây là cái tường, đây là tờ giấy. Tôi dán mà nó không rớt xuống thì nó dính. Còn nếu mà chúng tôi dán mà nó dính thì nó không rớt xuống. Như thiền là gì? Thiền là dán. À, thiền na là dán vậy không? Dán cái gì? Dán cái tâm của mình vào cái đề mục cụ thể là hơi thở. Nếu mà quý vị dán được cái tâm của mình, chánh niệm của mình vào cái hơi thở thì đó là chúng ta có thiền, có thiền na. Như vậy thì cái trong quá thiền này, công việc chúng ta là gì? Đó là làm sao mà dán cái tâm của mình vào cái hơi thở và cái đi đứng nằm ngồi, hoặc là những cái động tác khác, hoặc là dán cái tâm chánh niệm mình vào cái tâm. Đây là thiền. Ví dụ tôi thấy cái bình bông này đẹp, đó là cảnh sắc đẹp. Cảnh sắc đẹp thì tâm tham xuống có được khởi lên. Thì tâm tham nó xuất hiện lên thì tôi phải làm sao để mà tâm tham này nó mất đi. Thì tôi phải dùng chánh niệm để tôi nhìn cái tâm tham. Thì tự nhiên tâm tham nó mất đi. À, cái phần thứ nhất là cái cảnh là cảnh sắc đẹp. Và tâm nó khởi lên là tâm tham. Mình muốn thay đổi cái tâm tham này thì mình phải dùng chánh niệm, tức là cái dán cái tâm mình vào vào cái tâm, dán tâm vào tâm, lấy tâm chánh niệm để mà niệm tâm tham, cho nên gọi cittanupassana. Nhưng mà kinh nghiệm chúng tôi là khi mình hành thiền niệm hơi thở tốt thì mình thấy cái tâm mình rõ như đó. Còn nếu mình lăng xăng tâm mình thấy không rõ, khó niệm. Đó là kinh nghiệm. Cho quý vị tập trung cái đề mục chính. Như cô Diệu Pháp ở Mỹ mà chúng tôi mời về đây hướng dẫn một khóa thiền, thì sư cô nói rằng là đề mục chính của mình là cái gì? Đó là cái hơi thở. Bên cạnh đó là những đề mục kèm theo. Thì thường thường mình ngồi thiền mình niệm hơi thở chứ niệm gì. Nhưng mà khi mình niệm hơi thở thì có khi là đau nhất nó khởi lên. Có khi là mình nhớ ai đó bực bội mình khởi lên, tâm sân khởi lên. Có khi mình nhớ ai đó, mình nhớ họ, mình tham khởi lên. Thì lúc đó bây giờ mình dùng tới cái tâm chánh niệm để bỏ hơi thở mà đổi đề mục, đổi cảnh. Dùng tới cái tâm chánh niệm để mà nhìn cái tâm tham, nhìn tâm sân. Cho nên mình có tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Chứ không thể niệm thân không, niệm thân không, hoặc là niệm thọ không, hoặc niệm tâm không, niệm pháp. Nhưng đề mục là đề mục chính, đề mục là đề mục phụ, đề mục kèm theo. À, nếu trường hợp chúng tôi như trước đây chúng tôi hành thiền, đề mục chính là niệm hơi thở, niệm thân. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi phải có những đề mục kèm theo, niệm tâm chẳng hạn. Niệm tâm tức là gì? Là dán cái tâm mình vào cái tâm. À, niệm tâm là dán tâm vào tâm. Niệm hơi thở là dán cái tâm mình vào hơi thở. Đó là cái định nghĩa ban đầu. Thiền na là gì? Là dán cái tâm vào. Còn quý vị mà chúng ta mà không dán được cái tâm vào á, cái đề mục á, thì chúng ta thất bại. À, sò hải ngoài nó chín mà trong mới sống. Cũng giống như mình đang ngồi đây nè. Mình ngồi hành thiền nha. Ở ngoài thì chín dữ lắm, nhìn thấy trang nghiêm lắm.
Nếu mà chụp hình mà đưa lên Facebook thôi, trời ơi, thánh nhân xuất hiện rồi. Nhưng mà trong mình không có dán được cái tâm mình vào đề mục, để tâm mình chảy lung tung, đề mục hơi thở chẳng hạn, thì thành ra sợ ở ngoài nó chín mà trong mình sống. Bây giờ mình ngồi thiền niệm hơi thở mà cuối cùng mình không chú ý, mình không dán được cái tâm mình vào hơi thở, mà mình nhớ cái người đó, hồi đó họ chửi mình, nổi sân lên, bực bội quá, rồi mất dạy, nghĩ đúng tâm vậy, thì lúc đó là ở trong nó sống rồi, nó không chết. Mà ở ngoài nhìn thấy như một thánh nhân xuất hiện, là ở ngoài nó chết, nhưng mà trong nó sống. À, cho nên đó là quý vị hành thiền thiền sinh, chúng ta phải hiểu cho rõ về cái kỹ thuật, gọi là technique, cái phương pháp, cái method, để mà chúng ta có thể thực hiện được 10 ngày trong quá trình này, để gặt hái được cái kết quả chứ. Quý vị đi hành thiền cũng giống như đi buôn, đi buôn 10 ngày mà cuối cùng không có lời, lỗ trầm trọng. Trước đây mình sân si, mình phiền não, đi hành thiền về mình cũng sân si phiền não, vậy là quỳ vốn. Quỳ vốn tức là trước đây mình là sân si phiền não, mình bỏ hết 10 ngày mình đến đi tu, mình về cũng vậy, mặt lúc nào cũng hầm hầm giống thịt bằm nấu cháo, nó thành ra là quỳ vốn rồi, đúng không? Còn bây giờ phải khác đi. Người ta chửi mình, người ta mắng mình, nhưng mà mình lại tỉnh bờ. Mà muốn tỉnh bờ thì sao? Phải chú tâm vào đề mục, đúng không? Nhưng mà thiền sư Anh Trân Trang này nói là mắc kê nô, mặc kệ nó, nó chửi mặc kệ nó. Đề mục chính của mình là cái hơi thở, thì nó chửi nó nghe, mình khỏi nghe. Còn mình chú ý vào cái tiếng chửi đó thì mình sẽ phiền não. Mình chú ý vào cái đề mục của mình đó, là mình sẽ không phiền não, mình né được. Chẳng hạn, thì thưa quý vị, như vậy thứ nhất là chúng ta định nghĩa thế nào là thiền. Thiền với tác là thiền na. Và thiền na tức là dán cái tâm. Và dán cái tâm này là cái từ bình thường ở ngoài, nhưng mà chúng tôi dùng cái từ chuyên môn là gì? Đó là sự chú tâm, sự chú ý, sự biết rõ, sự biết ngay, sự biết lập tức. Trước đây ngày Hòa Thượng Giác Chánh mà tôi học với ngài, ngài dạy kỹ vậy đó, ngài dạy về cái bài kinh Tứ Niệm Xứ này kỹ lắm. Sự biết rõ, sự biết ngay, sự biết lập tức. Biết cái gì? Biết cái hơi thở. Tức là cái tâm mình lúc nào cũng dán vào hơi thở hết. Ngày 29 tháng 4, 30 tháng 4, 1 tháng 5, 2 tháng 5, chúng tôi có tổ chức một cái thiền chánh niệm hơi thở, nhân dịp cái ngày lễ đó. Và chúng tôi trực tiếp sẽ hướng dẫn cho các thiền sinh chánh niệm hơi thở. Chánh niệm hơi thở tức là lấy cái hơi thở làm đề mục chính, và cứ bám vào hơi thở. Mà vi diệu lắm, vi diệu lắm. Chỉ cần vài ngày đầu thôi mà quý vị mà dán được cái tâm của mình vào cái hơi thở thì quý vị là vi diệu rồi, thay đổi rồi, thay đổi thái độ, thay đổi cái nhìn, thay đổi cuộc đời. Trong nhật ký tu thiền chúng tôi có ghi một câu là: người thay đổi đời tôi, người thay đổi tâm tôi, hai chấm chánh niệm. Như vậy thì cái dán này đó, dán này là gì? Đó là chánh niệm, là niệm chánh niệm, niệm một cách chân chánh. Niệm chân chánh tức là niệm việc đề mục tứ niệm xứ, tứ niệm xứ nè, tứ chánh cần nè, tứ như ý túc nè, ngũ căn ngũ lực, thất chất kia bất chánh đạo. Chánh niệm tức là chánh niệm trên tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Kaya nupassi, vedana nupassi, citta nupassi và dhamma nupassi. Cho nên mình bây giờ mình đi giống như mình đi làm học làm bánh, hay là học làm những cái công việc khác, thì mình phải có cái tay nghề. Bây giờ mình đi học tu, học làm người tu, phải có tay nghề. Còn nếu không có tay nghề thì cũng như đi viếng chùa rồi, ăn cơm chùa rồi, thư giãn rồi, ở gần chùa cho nó thanh tịnh rồi xong hết. Còn tay nghề mình không có, thì cái người hướng dẫn kỹ thuật ở đây là Đại Đức Thành Tuệ sẽ giúp cho việc có tay nghề. Niệm thế nào, tu thế nào, chú ý cái gì, thì quý vị sẽ có tay nghề. 3 ngày đầu thôi là cuộc đời của chúng ta thay đổi rồi. Đó.
Thì thưa quý vị, như vậy chuyển niệm ở đây nghĩa là gì? Chuyển niệm ở trong tiếng Hán á, của người Trung Quốc họ viết á, là ở trên có bộ kim, chữ kim, kim là này, và ở dưới nó có chữ tâm, mà tâm là biết, tâm là thức. Vì nào mà học Tam Thiên Tự của bác Đoàn Trung Còn á, thì cái bộ 3.000 chữ đó, Tam Thiên Tự là 3.000 chữ đó. Là gì? Thiên trời địa đất cử các tồn còn tuổi con tôn cháu lục sáu tâm ba do nhà bút nước tiền trước khẩu sau ngu trâu mã ngựa cửa cửa nha răng vô chăn hữu có kiểm chó dung dê quy về đổ chảy quá lại nguyện quỳ cứ đi lê lại nữ gái nam trai nói đại quan mẫu túc đủ ra nhiều ái yêu tắc ghét thức biết tri hay thức là biết, thức là biết, thức tức là tâm, tâm là biết. 3.000 chữ rồi. Chúng ta không có thời giờ để nghe hết 3.000 chữ, nghe tới đây là đủ rồi. Đây là chữ thức, thức là tâm, tâm là biết. Như vậy thì cái tiểu niệm trong trong chữ Hán á, người ta biết là cái bộ kim ở trên cái bộ là bộ kim, kim là nay, ở dưới chữ tâm, tâm là biết, biết ngay trong hiện tại là niệm, à là chánh niệm. Biết cái gì trong hiện tại? Biết cái hơi thở. Hay lắm. Bởi vì tiên sư Achanep người Thái Lan, một bậc cư sĩ Phật tử, và được làm thiền sư, dạy mấy ông sư không, mấy bà sư, mấy ông sư dạy cho cư sĩ này chứ. Bà phát biểu như sau: hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Cái hơi thở. Hơi thở đang xảy ra, đúng không? Thở vô, thở ra, thở vô, thở ra. Thì thấy không? Hơi thở đang xảy ra. Nhưng mà khổ nổi á, mình lại không có biết. Mình bỏ quên thôi. Người xưa có nói là ở đời có ba cái ngu: không biết cái đáng biết, biết cái không đáng biết, và biết không rành. Ở đời có ba cái ngu. Cái đáng biết ở đây là gì? Đó là cái hơi thở. Còn cái hơi thở là cái đáng biết, mình không biết nên mình ngu. Ở chùa này ở cả ngàn người, thường trực ở trong chùa là 500 người rồi. Còn các khóa thiền tới đây là như chúng tôi nói nãy đó, có thời điểm lên cả ngàn người. Thành ra cái chùa này ở cái lúc có khi 1.500 người. Mà bây giờ quý vị đi biết người này hết, biết tới người kia, biết người nọ, mà càng biết nhiều càng phiền não. À, biết như trường hợp đó đó, càng thấy nhiều, càng nghe nhiều càng phiền não, càng thấy nhiều càng phiền não, mà càng phiền não càng muốn thấy nhiều. Cho nên là quý vị muốn tu mà khóa thiền này mà được thành công á, thì phải nhớ muốn được yên tu phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù, như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một buổi tu, tu thiền chánh niệm. Chứ đừng có thành là mình tỏ vẻ ta là cái người hiểu biết, tới chùa đâu có mấy ngày mà biết hết, biết những người trong chùa này ai an sư nào như thế nào, bà sư như thế nào, các người ở đây như thế nào là mình chơi, mình chết chứ không phải chơi. Là mình không thành công được cái công việc của mình là hành thiền chánh niệm để có pháp, để có ấn chứng, để có sự kỳ diệu. Đó, có một bà Phật tử bà giữ một khóa thiền 10 ngày cách đây cũng là 8-9 tháng, trong cái thời điểm mà được xuất gia vô duyên, thì bà thấy một ông sư ngồi hút thuốc cũng cập hề. Trong cái thời pháp của cô thuyết thì bà đưa tờ giấy lên, bà nói: thưa thầy, thưa sư trụ trì, thầy trụ trì, con vô cùng bị sốc vì con thấy một nhà sư ngồi hút thuốc cũng cập hề. Chúng tôi trả lời ngay trong cái buổi thuyết pháp luôn: bà mới đến có 3 ngày bà bị sốc rồi, và ở đây thử 10 ngày bà xỉu tại chỗ. Cái mình không cần biết mà biết. Bởi vì những ông sư đó là ông vô duyên. Ông vô duyên đâu có thời điểm mà chúng tôi cho vô duyên. Ở ngoài thì ông ghiền thuốc lá đến mức độ là ông nói chúng tôi mời lên làm việc liền. Ông nói là con ở nhà con hút ngoài 3 gói, con vô đây con hút còn lại có 10 điếu. À, như vậy thì bây giờ nếu mà sư cả không cho con ở đây thôi, con xin đi về. Nói vậy đó. Mà nếu chúng tôi sợ mất uy tín, sợ người ta không có kính ngưỡng mình nữa, thì chúng tôi sẽ đuổi này đi ngay tới khác. À, nhưng mà tại vì mình thấy ông này ông cũng có tiến bộ,
ông mới tu vô duyên tháng mà, rồi ông phải đi về, ông xin phép vợ ông nên tu con tháng à, bây giờ ông tu mới có đâu chưa đủ một tháng, mới có 10 ngày, bây giờ mình đuổi ông về sao được. Thôi dặn ông, mai mốt có hút thuốc nhớ đi kiếm chỗ nào kín kín vậy mới hút, hút lén cho ai muốn công khai vậy, vô nhà tắm mà hút chứ, hút vậy mấy người ta không biết, người ta mất cái niềm tin, ta tưởng nhà sư, nhưng mà đây là nhà sư vô duyên, cái người tu vô duyên đâu có mấy ngày à, một tháng à, chứ không phải là cái người mà ông sư thật sự à, vân vân. Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn nói cái gì, có những cái mình không cần biết mà biết chi, biết làm gì, đúng không? Mục đích của mình đến đây là để mình biết cái hơi thở à, biết cái hơi thở và biết cái đi đứng nằm ngồi của mình. Nếu gì nào mà miệt mài được cái đề mục hơi thở và đề mục đi thiền hành, như sáng nay các vị mà trong ban tổ chức mà nói là dọn dẹp xung quanh hành lang chánh điện để cho thiền sinh đi kinh hành đó, chúng tôi rất là mừng à, vì chúng tôi đã từng hành thiền cả tháng mà một tiếng ngồi thiền, một tiếng đi kinh hành, một tiếng ngồi thiền, một tiếng đi kinh hành, và có pháp à, có sự kỳ diệu. Và khi mình đi kinh hành một cách tốt đẹp rồi á, mình vô ngồi thiền lại một tiếng rưỡi đồng hồ mà mình cảm giác như 5 phút rồi, hay gì đó gì. Ở đây là nó thuộc những cái thiền và thiền định rồi đó à, chứ chánh niệm thì nó là khác, chánh niệm tứ niệm xứ, nhưng mà cái sự kỳ diệu nó đã làm cho mình có một cái điều đặc biệt và mà có cái niềm tin với cái thiền. Phần thứ hai chúng tôi nói về cái ý nghĩa của chữ niệm là gì, là vậy. Phần thứ ba chúng tôi muốn nói về niệm cái gì, niệm cái gì, tức là cái vị trí chủ thể là niệm. Mà niệm cái gì? Niệm bốn điều à, bốn pháp. Đó là gì? Niệm thân. Niệm thân tức là biết rõ ngay trong hiện tại về cái thân à, niệm thân. Thứ hai, niệm thọ là biết rõ về cái cảm thọ đau nhức, không đau không nhức, hoặc là lạc, hoặc là vui mừng, niệm thọ. Niệm tâm là gì? Chitta Nupassi là quan sát cái tâm. Đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình, thưa quý vị. Nhớ. Đọc 1000 quyển sách mình trở thành nhà nghiên cứu, học giả. Trở thành một cái người nghiên cứu trái cao. Còn đọc cái tâm của mình á, là mình hành giả, là người ăn trái cao. Vì đến đây là để ăn trái cao, chứ không phải nghiên cứu trái cao. Ăn trái cao thì nó mới có kết quả chứ, bổ dưỡng được chứ. Còn nghiên cứu trái cao mình chỉ là nhà nghiên cứu thôi, là học giả. Ăn trái cao thì nó mới bổ bề ngang, bổ bề dọc chứ. Còn nghiên cứu trái cao thì nó có bổ gì trong người mình được. Cho nên quý vị niệm hơi thở, chú tâm vào hơi thở là ăn trái cao. Mà nghiên cứu về hơi thở là nghiên cứu trái cao. 10 ngày đến đây là để ăn trái cao, nhớ đừng quên. Ăn cái hơi thở, ăn trái cao là ăn hơi thở. Trong vi pháp gọi là thực mà. Tâm thực, tâm thực đây tức là lộ trình tâm nó có 7 sát na tâm thực. Nó là để nắm bắt đề mục. Đó, cho nên quý vị rất là quý vị phải tự chúc mừng mình đi. Mình có cái đề mục hơi thở, ăn cái hơi thở, biết rõ cái hơi thở. Những người đang ngồi đây còn thở chứ chưa có ai tắt thở, đúng không? Xin chúc mừng mình đó, tự chúc mừng mình. Còn thở chưa có tắt thở. Và nếu tắt thở rồi sao tu? Bởi vì giống như mình rớt xuống biển có cái phao, mình nắm bắt cái phao đó mình mới sống được. Trên trong kinh Đức Phật thì dạy, kinh 21, kinh Phật Cú, số 21. A ba ma do a ma tang ba dang ba ma no ma tu no ba dang A ba ma ta na mi yan ti ye ba ma ta yat ha ma ta. Chuyên cần chú niệm là con đường bất diệt, phóng vật đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng vật cũng như chết. Cái người mà chú ý vào hơi thở là người sống, mà người không chú ý vào hơi thở là người chết. Và chúng tôi cũng xin báo tin buồn cho quý vị, ở chùa này ở cả ngàn người
nhưng mà cũng phải 900+ người là chết chứ không sống. Tại vì không chánh niệm là chết, mà chánh niệm là sống. Đơn giản vậy thôi. Chánh niệm là gì? Biết ngay trong hiện tại, biết cái gì dán vào, không được đưa xuống, dán vào cái hơi thở, dán vào cái đi đứng nằm ngồi. Có những người đi mà họ đã có chánh niệm, trên cái người đi đó là một xác chết di động. Đấy, hay vậy đó. Mà thưa quý vị, khi quý vị đi đâu đó trong xóm làng của mình, trong phường của mình mà nó có người chết, quý vị làm gì? Đi phúng điếu, mua nhang đèn tới phúng điếu và bỏ bao thơ đó chứ. Đúng không? Quý vị có ghét cái người chết không? Hay thương họ, tội nghiệp họ, thành kính phân ưu, thành kính phân ưu, đúng không? Mình không ghét họ được, cho nên là đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. Cái lòng mình có thanh tịnh, có chánh niệm, chánh niệm thanh, người có chánh niệm là thanh tịnh. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất mà. Pikawe Kayano Maggo, đây là con đường độc nhất, sách ta năng xuất thế gia, đưa đến thanh tịnh chúng sanh. So kamarit ta hoa năng sa vít kama ya, vượt khỏi sầu não, đô mê nát sa năng attakama ya, vượt trừ khổ u nha ya sa di kama ya, thành tựu chánh trí niết bàn a sắc chi kỳ đi ya, chứng ngộ niết bàn. Giá đi đăng đó là chát tà rô sa ti bát thà na, tư niệm xứ. Các ta mê thế nào là chát tà rô bốn tứ niệm xứ tế bát thà na, đó là ca dê ca ya nó bát si với tí sống quán thân trên thân. Về đến na xuống về đến na nó bát si với tí sống quán thọ trên thọ. Chít tê chít tà nó bát si với tí sống quán tâm trên tâm. Cảm mê xuống đam ma nó bát si với tí sống quán pháp trình pháp. A ta bi tinh cần sam bát cha nô tỉnh giác sát thi ma chánh niệm bên này giác để chế ngự lô ke phi cha đồ mà nó sanh tham ưu ở đời. Như cái người hành tứ niệm xứ là được năm kết quả đó. Thứ nhất là thanh tịnh, mà tự lòng thanh tịnh mới thương cuộc đời được chứ. Nhưng khi mình thấy một cái người họ không chánh niệm, mình thương họ vì mình có cái sự thanh tịnh, có chánh niệm. Mà cái người có chánh niệm thì cái tâm nó mềm mại dữ lắm, nó nhu nhuyễn, nó dễ thương. Vì mình thấy cái người không chánh niệm á, mình thấy dễ thương, không dễ ghét, tội nghiệp. Còn mình nếu mình không chánh niệm á thì mình sẽ kết tội như một quan tòa nghiêm khắc. Còn nếu mình có chánh niệm á thì mình sẽ là luật sư giỏi để bào chữa họ. Nên cái tâm mình nó nhu nhuyễn. Nên cái người mà có tu á, có chánh niệm á thì thấy cuộc đời này dễ thương. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. An vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt nguyệt ngời bệnh sống. Cái tâm mình nó sáng như trăng trầm trăng mười sáu. Nên tại sao mình phải tu thiền chánh niệm? Để cho cái tâm mình nó đẹp. Và khi cái tâm mình đẹp á, thì cuộc đời nó sẽ dễ chịu hơn. Truyện Kiều có nói câu: người buồn cảnh có, vui đâu bao giờ. Cái người mà buồn cảnh bên ngoài nó không thể vui được. Nhưng mà cái người mà vui thì cảnh bên ngoài nó vui. Cái người có chánh niệm thì cảnh bên ngoài dễ thương. À, bây giờ quý vị gặp cái người chết, quý vị làm gì? Đi phúng điếu, cầu nguyện cho họ. Sau này khi quý vị về nhà, nhớ chúng tôi chỉ cho quý vị một cái trò chơi. Viết tờ giấy nhỏ nhỏ vậy, đánh máy ra. Thành kính phân ưu, thành kính phân ưu, thành kính phân ưu. Đúng không? Trong nhà mình mà ai mà sân si phiền não lên á, đưa tờ giấy đó cho họ, thành kính phân ưu. Tội nghiệp. Tại sao thành kính phân ưu? Tại cái người mà không chánh niệm là người chết. Người chết thì phải đi phân ưu chứ sao vậy? Còn người chánh niệm mới người lại sống. Trong kinh 21 mà chúng tôi vừa kể đó. Đúng không? Đó. Để khi mình thấy mình đưa tờ giấy ra, nhưng mà thật sự đừng có đưa nha, đưa tôi quánh mình chạy không kịp à. Đừng có đưa. Nhưng mà đưa ra thành kính phân ưu. Nghĩa là gì? Là mình điều chỉnh cái tâm mình được. Mình làm cái tâm mình mềm. Tội nghiệp, chết rồi. Đúng không? Chứ đưa ra họ quánh mình chết nữa, mình trù éo rồi sao? Nhưng mà mình chơi thì chơi cho mình, bản thân mình thôi. Thành kính phân ưu, thành kính phân ưu, thành kính phân ưu. Đó. Rồi bản thân mình cũng vậy luôn. Mỗi lần mình sân si phiền não là móc cái tờ giấy ra, đưa cho mình. Tay này đưa tay này, thành kính phân ưu. Đúng không? Hay đó. Nên thưa quý vị, như vậy thì
chánh niệm trên cái gì? Trở lại vấn đề, chánh niệm trên cái hơi, cái thân này. Và cái thân này thì có ba cái để mình thiết lập chánh niệm. Ở trong kinh gọi là Satipatthi Bhatita Hồ Tí, thiết lập chánh niệm, thiết lập chánh niệm. Satipatthi Bhatita Hồ Tí, vị ấy chánh niệm được thiết lập, nó từ bát si voi mà thể thụ động, chánh niệm được thiết lập. Sa tí là chánh niệm, bát chú bát thí ta nó thuộc quá khứ phân từ bát bát thí sibo, hô tí động từ tu bi là thì chánh niệm phải được thiết lập. Vậy đó, có thân đây, chánh niệm phải được thiết lập trên cái thân đó. Vậy an trú chánh niệm như vậy giao đề quá, tôi nói chánh niệm vì ấy không nương tựa, nishito chaviyati sống không nương tựa, nó kinh chí loke ubadiyati không nương tựa bất kỳ cái gì trên đời, chỉ có cái hơi thở thôi. Khi chúng tôi học bài kinh này chúng tôi nghĩa là rất là xúc động và rất là kính trọng Đức Phật, vì ngài dạy kỹ quá, từng chữ một vậy đó. Ở đây bài kinh tứ niệm xứ tức là không nương tựa cái gì trên đời này, không dính mắc cái gì trên đời này ngoài cái hơi thở, ngoài cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, ngoài những động tác tiểu ngoài nghi, động tác nhỏ như đánh răng nè, súc miệng nè, chải tóc nè, lau mặt nè, mặc áo nè, tất cả đều phải chánh niệm. Chánh niệm phải được thiết lập trên những đề mục nhỏ nhặt đó. Trong 10 ngày này quý vị thử đi, cứ thử đi thì thấy, cứ thử đi, đừng có suy nghĩ lung tung, đừng có suy nghĩ chuyện khác, mình cứ giống như 10 ngày này mình đi chết đi, giống như mình chết đi, đừng có lo lắng gì gia đình, đừng lo lắng chuyện này chuyện kia. Tự nhiên quý vị sẽ cho cái điện thoại của mình, cho cái số điện thoại của văn phòng để gia đình có chuyện gì mà cấp bách quá đó thì họ sẽ liên lạc văn phòng và ban tổ chức họ sẽ hỗ trợ cho quý vị, họ tìm quý vị họ thông báo. Nhưng mà cứ nghĩ rằng 10 ngày này giống như mình chết rồi thì mình mới tập trung được, tập trung được cái công phu này, công phu tu tập này. Còn nếu không mà mình bị sao lãng đi á thì chánh niệm không được, nghĩa là được sản xuất nhiều thì có thiền quý vị sẽ thất bại. Đơn giản vậy thôi. Ánh sáng nó không được sáng nhiều, chớp tắt bóng đèn này ai xài. Ánh sáng mình nó phải sáng đều hết mới được. Thứ nhất là quý vị phải chú ý vào cái hơi thở, đơn giản vậy thôi. Chi tiết là nó còn nhiều chuyện lắm. Chú ý vào hơi thở của mình, hơi thở của người. Thì thấy sự sanh của hơi thở, sự diệt của hơi thở, sự sanh diệt của hơi thở. Nhưng mà cái đó nó cao rồi, phải chú ý nhiều lên rồi mới thấy sanh diệt của nó. Mà thấy sanh diệt rồi mới nhàm chán, mới xả ly, mới từ bỏ, mới ly tham, mới đoạn diệt, mới giải thoát, mới niết bàn được. Niết bàn là không có tham sân si, và niết bàn là hạnh phúc tối thượng, niết bàn năng paramang sukhang. Cho nên thứ nhất là chú ý vào hơi thở, nhớ đừng quên. Bác sĩ như các viện dạy mình, dạy cho các người tập dưỡng sinh thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Hay không? Mà ông bác sĩ này ông bị mổ năm ba mấy 40 tuổi đó. Bác sĩ mà mổ bên Pháp họ nói là ông sẽ chết sau 2 năm. Nhưng mà ông sống tới 87 tuổi. Lúc đó ông 39-40 tuổi, ông sống thêm 4 mấy năm nữa. Nhờ ông tập vậy thôi. Tập cái hơi thở vô tự ra. Thứ hai, trong Phật giáo dạy mình tập như vậy để mình đẩy lùi được cái phiền não ra khỏi cái tâm mình. Đó. Giống như ánh sáng mặt trời mới mọc lên thì bóng tối tan biến, ngọn đèn mà sáng lên thì bóng tối nó không có nữa, phiền não không có nữa, chắc chắn đó là quy luật. Và thứ ba là thành Phật. Thành Phật thì còn xa sâu dịu dợi lắm. Đó, nhất là cái hơi thở nha. Thứ hai là cái đi, đứng nằm ngồi mà chủ yếu là cái đi, đi kinh hành. Đây là kinh nghiệm bản thân chúng tôi, khi chúng tôi giữ một khóa thiền một tháng, lúc đó chúng tôi mới học lớp 9, lúc đó có 15-16 tuổi. Mà tới bây giờ nó vẫn còn hạnh phúc. Ngài Giới Nghiêm là ngài dạy, Ngài Nghiêm là người sáng lập ra cái thiền viện này và có cái tháp đó, đang thờ di cốt của một phần di cốt của ngài. Ngài bắt phải ngồi thiền một tiếng,
đau nhất gì không biết, cứ ngồi đau nhất mới thấy rõ cái cảm thọ, rồi là sau đó đi kinh hành một tiếng, rồi ngồi thiền tiếng đi kinh hành tiếng, ngồi thiền tiếng đi kinh hành tiếng, nhiều cái điều kỳ diệu phát sinh lên cho mình. Đó là cái phần thứ hai của niệm thân. Phần thứ ba là khi làm bất cứ việc gì, sambacana karihoti, biết rõ việc mình đang làm, ăn uống nhai nuốt, nói cười im lặng, lau nhà quét nhà, tất cả đều chú ý vào động tác hết, không chú ý vào cái khác, chỉ chú ý vào động tác thôi. Đó là tiểu hoài nghi. Đó là ba cái đề mục này của niệm thân này, quý vị cố gắng phát huy lên trong 10 ngày. Thứ hai nữa là niệm thọ. Niệm thọ là gì? Là cảm thọ vui buồn hoặc không vui không buồn. Ở trong di diệu pháp vậy là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ yếu, thọ xả. Đúng không? Bây giờ chúng tôi nhìn bình bông này và chúng tôi cảm thấy vui, thì chúng tôi nếu mà nhìn bình bông mà thấy vui thì niệm cái vui đó, đó niệm thọ. Mà nếu mà nhìn bình bông mà thấy tham, niệm tham, thì niệm tâm tham, niệm tâm. Mà nếu nhìn bình bông thấy đây là cảnh sắc, đây là con mắt, do duyên cảnh sắc cặp con mắt, tâm tham khởi lên, thì đó niệm tham, niệm 12 xứ. Tứ niệm xứ là vậy đó, thân thọ tâm pháp. Như là niệm thọ tức là quý vị ngồi thiền một tiếng ngồi, đau nhất, đau nhất, đau nhất, nhìn cái đau nhất chứ không nhìn hơi thở. Nhìn hơi thở là niệm thân, mà nhìn đau nhất á, là niệm thọ. Mà khi nhìn cái đau nhất, quan sát cái đau nhất á, thì cái đau nhất nó sẽ tự động, automatic, nó bay đi. Quý vị cứ trải nghiệm để được biết, đừng có sợ chết. Bây giờ có nhiều người đến đây giữ khóa thiền nhiều rồi, trong năm 2022 chúng tôi đã tổ chức khoảng trên 30-40 khóa thiền rồi. Như quý vị thấy có 4 khóa thiền trùng một lúc mà, quý vị yên tâm đi. Và trong mấy chục khóa thiền qua chưa có ai chết đó. Khi họ ngồi thiền tinh tấn họ đau nhất lắm, trình với thiền sư đó, đau quá chắc cũng chết quá. Không chết. Mà nếu quý vị có chết thì ở đây ở chùa này sẽ làm lễ tang cho quý vị, không trở ngại. Hòm có mười mấy cái để sẵn rồi, miễn phí. Mà mình chết đi thì có chư tăng ở chùa này mấy trăm vị lắm, chư tăng ni tới 400-500 vị tụng miễn phí luôn. Và chùa này có nghĩa địa bên kia được ưu tiên cho thiền sinh miễn phí. Yên tâm, đừng có sợ chết, cứ ngồi cho đau nhất, đau nhất vậy đó, để mới thấy đau nhất chứ, mới thấy được cảm thọ chứ. Rồi nếu quý vị mà không thấy, không có đau nhất làm sao thấy cảm thọ. Và trường hợp này gọi là Kanyanamitta. Kanyanamitta là bạn lành. Cái sự đau nhất là đề mục thiền, đề mục hơi niệm hơi thở, đề mục niệm thọ. Mình niệm hơi thở là chính, nhưng mà nó ngồi lâu đau nhất. Đau nhất thì mình niệm, nhìn cái đau nhất đó, và chính cái đau nhất nó xuất hiện, rồi đau nhất nó mất đi. Thì cái sự sanh và sự diệt của cái cảm thọ nó có, nó rõ mồn một cho mình thấy. Đó là niệm thọ. Thứ ba là niệm tâm, citta nupassi, sara gang qua cittang, sara gang cittang tí bách cha na tí. Khi tâm có tham, dễ biết rằng tâm có tham. Thì tâm có tham, dễ biết rằng tâm có tham. Vì ta ra gang qua cittang, vì ta ra gang cittang tí bách cha na tí. Khi tâm có sân, dễ biết rằng tâm có sân. Như vậy tâm tham là đề mục thiền, tâm sân là đề mục thiền. Cái vị nào mà sân nhiều á, chúng tôi xin chúc mừng, nó là đề mục thiền đó. Vị nào tham nhiều chúng tôi cũng xin chúc mừng, với điều kiện quý vị phải giữ khóa thiền thì mới thấy cái tham, thấy cái sân. Mà thấy tham sân tức là đề mục thiền của niệm tâm. Đừng có xua đuổi nó, đừng có từ bỏ nó, mà hãy nhìn nó, quan sát nó. Và khi quan sát nó thì nó sẽ bay đi. Nó giống như chánh niệm, giống như tề thiên đại thánh, giống Tôn Ngộ Không. Mà tham sân giống như yêu quái. Thế mà ông tề thiên ông rút cái thức bản ra là yêu quái bay đi liền. Mà ông Trư Bất Giới á, ông là biểu tượng của tham sân mà, nếu là tham si mê cho nên là yêu quái nó không sợ. Dù gì phải dùng chánh niệm thì tham sân nó mới sợ, nó mới bay. Không sử dụng được cái chánh niệm thì thua. Chúng tôi nói là chánh niệm như một viên thuốc tiên, thuốc uống vào khỏe liền.
chánh niệm trên cái tâm. Cho nên thiền sư A Thanh Trang dạy một câu rất hay: nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Nhìn tâm phiền não tức là niệm tâm rồi, không nhìn người gây cho mình phiền não. Vì khi mình nhìn cái người gây cho mình phiền não, mình càng phiền não, càng tức, càng tức, càng tức. Nhưng cái tâm phiền não mình hết tức, hết giận rồi. Năm 1991-92 lúc đó tôi đang tu tập tứ niệm xứ khoảng 2 năm hơn. Thì lúc bây giờ tôi đang niệm, anh đang ngồi ăn cơm với niệm, ăn là nhai là nuốt, ăn nhai là nuốt, niệm tiểu quay nghi mà. Ăn nhai nuốt, vân vân. Thì ông sư ngồi cái bên, ông cứ nói, ông cứ cầm lên, tức là ông có phiền não mấy ông chú tiểu ở chùa. Mấy chú tiểu này sao mà mất dạy quá, mấy chú tiểu này nghĩa là không được huấn luyện mấy chú tiểu này. Mà chúng tôi chùa chúng tôi là cũng còn quan sơ dữ lắm. Và lúc đó chúng tôi mới nhận khoảng 10 chú tiểu. Thì quý vị biết không, mấy chú tiểu nhỏ nhỏ mười mấy tuổi, 23 tuổi nó quậy tới bến. Mà ông sư lên ngoài ăn cơm mà ông không tránh niệm, ông lo ông phiền não với mấy chú tiểu. Vì thế không? Mà khi ông phiền não mấy chú tiểu á, mà ông đang ngồi ăn cơm với mình mà ông lại phiền não mấy chú tiểu, thành ra ông nói với chuyện với mình chứ ông đâu nói chuyện mấy chú tiểu. Mà mình là trụ trì, ông là tăng chúng trong chùa. Mà ông càng nói thì tôi làm thinh, tôi cứ ăn uống, rồi ăn rồi nhai rồi nuốt, ăn gấp rồi để vô miệng rồi nhai rồi nuốt, tôi niệm vậy đó. Nhưng mà ông nói càng lớn thì cái đề mục mà niệm rồi nó bị bóng mờ sương khói luôn, mờ nhạt. Và tôi nghe cái âm thanh của ông này, ông chửi mấy chú tiểu đồ mất dạy, rồi mất dạy. Thì tôi mới suy nghĩ, đúng là ông này mất dạy, ăn cơm mà không có niệm, mình nghĩ cũng thôi. Nhưng mà khi khởi cái tâm ông sư này mất dạy thì cái tâm sân tôi mới khởi lên, tâm sân khởi lên, nó làm chủ lúc bây giờ rồi. Đề mục ăn thua, đề mục có thở thua. Mà bây giờ cái tâm sân tôi nó khởi lên rồi, tôi bắt cái cảnh thinh là cái âm thanh ông dội vô người tôi, tâm sân tôi khởi lên. Tâm sân khởi lên cái cảnh là cái tiếng nói của ông sư này, tâm sân khởi lên. Bây giờ tôi muốn đẩy tâm sân này ra, tôi làm gì? Tôi phải nhìn cái tâm sân của mình. Tôi không nhìn, tôi không nghe âm thanh nữa. Tâm tôi nó nhìn về cái tâm sân của mình đang nổi lên. Thì tự động tâm sân nó diệt tức khắc liền. Và một cái luồng từ bi hỷ xả nó tràn cá thấp thâm thân của mình. Và lúc bây giờ thấy em thương cái em sư này quá, tội nghiệp, thương. Thương quá. Tại trong tâm chánh niệm mà. Tâm chánh niệm nó có từ bi thôi, nó có hỷ xả không đó, nó có trí tuệ không đó. Cho nên mình cảm thấy em sư này dễ thương. Cái cảm giác đó tới bây giờ 30-40 năm rồi, tôi vẫn nhớ 30 năm, không bao giờ quên. Và tôi cảm ơn cái ông sư đó, nhờ ông sư làm cho mình sân lên, để mình mới nhìn được tâm sân một cách rõ ràng. Và khi nhìn tâm sân là mình thấy pháp rồi. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Tâm sân nó khởi lên và mình nhìn nó diệt liền. Thế là hoàn hỷ quá đi. Và cảm ơn ông sư đó, nhờ ông sư đó mình mới niệm được cái tâm sân. Thế nên thì sư A Thanh Trang này nói hay: nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Đó là chích tạng bác si, niệm tâm. Cái cuối cùng là niệm pháp. Niệm pháp thì niệm về năm triền cái. Khi nào quý vị hành thiền cao lên thì năm triền cái nó xuất hiện, dễ sợ lắm. Là thiền sư sẽ giúp cho quý vị niệm như thế nào. Niệm năm hữu quẩn, năm quẩn này. Niệm 12 xứ. Niệm 7 giác chi và niệm tứ diệu đế. Thì chúng tôi chỉ cho quý vị niệm về 12 xứ chút xíu thôi. 12 xứ là gì? Nhãn xứ là con mắt, nhĩ xứ là tai, tỷ xứ là mũi, thiệt xứ là lưỡi, thân xứ là cái thân này, ý xứ là cái tâm. Ở đây gọi là 6 xứ nội. 6 xứ nội là 6 xứ bên trong chúng ta. Còn 6 xứ ngoại là gì? Sắc xứ, cảnh sắc bên ngoài. Thinh xứ là âm thanh bên ngoài. Khí xứ, hương xứ là cái khí, cái hương đó mà cái mũi mình ngửi được. Vị xứ là thức ăn mà ngày mai quý vị ăn sáng để có cái vị đó. Rồi xúc xứ là cái thân này quý vị chạm vào, quý vị đang ngồi trên đoạn cụ đó là chạm vào. Rồi ý xứ là cái tâm mà suy nghĩ, nhắm mắt lại suy nghĩ ý xứ. Ý xứ và pháp xứ, xin lỗi, ý xứ là cái tâm và pháp xứ là cảnh sắc, cảnh thinh, hương vị, xúc pháp mà thuộc thì quá khứ,
trong cái thời quá khứ, đó là pháp xứ. Vì niệm 12 xứ là niệm sao? À, thứ nhất là khi mắt thấy cảnh sắc, mình biết rõ đây là cảnh sắc, đây là con mắt. Niệm con mắt, niệm cảnh sắc. Một lần tôi ở tại, lúc đó tôi đang học ở Giang Hạnh, 4 năm của Đại học Phật Giáo, thì có một vị thí chủ, lúc bây giờ mà năm 91-92 mà xuất hiện một cái thí chủ là mình cũng mừng lắm. À, thì cái vị thí chủ này đến liên lạc với chúng tôi để mà xin dân y Katina 12 tháng 10 âm lịch hàng năm ở tại Thiền viện Bắc Sơn. Nhưng mà tôi lúc tôi đang hành thiền nha, tôi thấy cái người đó đi từ ngoài đi vào cái cốc mà tôi đang ở Giang Hạnh, đi vào. Đấy, cái cửa sổ nhìn ra thấy, thì lúc đó tôi niệm cái 12 xứ. À, cho nên tôi thấy chỉ có cảnh sát đang đến và con mắt thôi. Lúc bây giờ không có nghĩ rằng thí chủ, cũng không nghĩ là người có tiền bạc, cũng không nghĩ là người nam, cũng không nghĩ là người nữ, cũng không nghĩ là thế này thế kia, mà chỉ thấy là cảnh sát còn mắt. Chánh niệm liên tục thì tâm tham không khởi lên. Còn nếu không, ồ, hôm nay có thí chủ đã gặp mình rồi, thế nào mình cũng có số tiền lớn, tâm tham khởi lên. Và là cái nếu thí chủ này mà họ chỉ đưa mình một số tiền rất ít để làm lễ dân y, tại chúng tôi không thể nói rằng là bao nhiêu tiền được. Họ đưa ít quá thì tâm sân khởi lên. Tâm sân khởi lên. Họ đưa nhiều tâm tham khởi lên, mà đưa ít tâm sân khởi lên, vì thấy nguy hiểm không? Mà tâm tham, tâm sân mình nó lọt vô tâm tâm mình là mình tạo nghiệp rồi, nghiệp đen rồi. Làm sao để cho tham, sân, si, phiền não nó không xuất hiện trong tâm mình thì mình không có nghiệp đen. Mà muốn vậy thì mình phải dùng cái chánh niệm, dùng chánh niệm để đẩy cái phiền não ra. Còn nếu không đó thì tham sân nó sẽ khởi lên. Mà tham sân khởi lên là nó có nghiệp trong đó, trong tham, trong sân nó có cái nghiệp, giống như trên bàn thờ nó có cái lưu hương. Tại sao mình phải chánh niệm liên tục để chặn lại, không có cái tham sân nó khởi lên. Như mưa thấm dột mái thưa, tham lam thấm nhập tâm chưa thoát trần. Mưa không thấm dột mái dày, tham không chuyển nổi tâm này khéo tu. Nếu cái gì mà tu được cái chánh niệm tỉnh giác thì tham nó không nhập vào được. Tham là gì? Sân là gì? Đây là một chai nước. Để nếu tôi bỏ sữa anh xua vào thì sao? Còn nếu là một chai nước tôi bỏ thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ vào thì chuyện gì xảy ra? Cũng vậy, cái tâm mình cũng giống như nước, cái thân này cũng giống như cái chai. Còn cái tham sân cũng giống như là thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu. Và cái chai này là cái thân này, cái nước này là cái tâm. Và tôi bỏ sữa anh xua vào thì giống như tôi bỏ chánh niệm vào, bỏ trí tuệ vào. Đó, vậy thôi. Trong thiền đường này tất cả những người đang ngồi đây đều có cái chai, tức là cái thần, đều có nước là có tâm. Nhưng cái người nào bỏ cái gì vào thì do người đó quyết định. Bỏ sữa anh xua vào hay là bỏ thuốc trừ sâu vào? Nếu muốn bỏ sữa anh xua vào thì phải có tay nghề. Phải có tay nghề. Tức là muốn bỏ cái chánh niệm vào, muốn có trí tuệ vào cái tâm mình thì bây giờ phải có tay nghề. Tay nghề đó là 10 ngày này sư hành tuệ sẽ giúp cho quý vị có tay nghề. Vậy thôi. Và bài pháp này giống như bài pháp định hướng vậy đó. Nói một cách tổng quát con đường mình phải đi. Còn nếu bây giờ không có tay nghề thì chỉ có thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ xuất hiện trong tâm mình thôi. Còn nếu gì có tay nghề, có chánh niệm thì mới đẩy lùi được cái phiền não ra khỏi tâm mình. Còn nếu không có chánh niệm thì tự động automatic rằng tham sân nó sẽ xuất hiện thôi. Kaya kaya nó phát si với hơi tí, sống quán hơn tinh thân, rồi quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. A ta bi tinh cần, quý vị phải siêng năng lên. Samachano tỉnh giác, Satima có chánh niệm, Sati mà Sati minh tú là có chánh niệm, tinh cần tỉnh giác, chánh niệm vì này á để chế ngự thì đẩy lùi. Loke avicca đô mà nó sằng, avicca là tham,
Đô mới nói sang là sân, đẩy lùi tham sân trong cuộc đời của mình, trong con người. Tức là cái người mà sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, để làm gì? Để chế ngự cái avicca là tham, đô mới nói sang là sân, lô kê trong cuộc đời này, trong cuộc đời của mình á, trong con người của mình. Tất cả những người, tất cả những người đang có mặt này giống nhau hết. Cái chai nước giống nhau, tức là cái thân này giống nhau đó, phải hết nhau đó. Cái tâm giống nhau luôn. Thế ai thì làm vậy, tâm giống nhau. Nhưng mà cái sở hữu tâm, trạng thái tâm lý, cái tánh, hay là cái chánh niệm hay không chánh niệm, phóng dật, chánh niệm, tham sân si, hay là trí tuệ chánh niệm là khác nhau. Nếu quý vị có tay nghề, miệt mài, tu tập trong 10 ngày, quý vị sẽ đạt được cái trạng thái là tâm có sự in xuồng. Còn nếu như mình 10 ngày mà không theo phương pháp, không theo kỹ thuật, hoặc là không có tay nghề, thì chắc chắn rằng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ sẽ xuất hiện trong chai nước này, trong tâm mình. Và chúng tôi hy vọng rằng quý vị sau khóa thiền 10 ngày, quý vị sẽ tự thấy giá trị của cái người hành thiền, chánh niệm tỉnh giác. Và xin cầu chúc cho quý vị chúng ta, nghĩa là cố gắng hết sức, có nhiều sức khỏe và tinh tấn trong suốt 10 ngày, để khi rời khỏi thiền viện, rời khỏi cái thiền, chúng ta sẽ có một kết quả mang về. Và từ kết quả này, an lạc này, hạnh phúc này, chúng ta mới lan tỏa được cho những người xung quanh chúng ta, nhất là những người trong nhà chúng ta, phải lan tỏa ra. Sau 10 ngày quý vị về thay đổi thái độ, thay đổi cái nhìn, thay đổi cách hành xử, thì tự nhiên người nhà của mình thấy à, sao hay quá, hay quá, hay quá, vâng vâng. Chúng tôi xin một phút đồng hồ thôi. Có một anh đó, anh ở Hà Nội, anh bay vào đây anh giữ khóa thiền. Trước đó anh là uống rượu có, tình cảm lăng nhăng có, tánh tình nóng nảy có. Không biết anh có cái duyên nào đó, anh gặp bạn bè rủ anh về là giữ khóa thiền. Anh giữ khóa thiền 10 ngày sau anh về lại Hà Nội, thay đổi hoàn toàn. Cha mẹ ruột cũng bất ngờ, cha mẹ vợ cũng bất ngờ, bà vợ cũng bất ngờ luôn. Rồi tình cờ chúng tôi gặp, chứ thật sự chúng tôi ít có tiếp xúc thiền sinh lắm, tình cờ gặp ngày cuối cùng của khóa thiền đó. Thì anh đến chào chúng tôi chào à, con ở đâu tới này kia, ở Hà Nội bay vào, vào để chi, nói vào con rước vợ con về. Vì sau đó anh giới thiệu anh này, anh về anh tu tập anh có kết quả rồi, bất ngờ, cho nên vợ anh tò mò muốn đi dự khóa thiền để coi như thế nào. Thì vợ anh vào đây dự khóa thiền, thì cái ngày bế mạc đó anh bay từ Hà Nội về vô đây để anh rước bà vợ về. Thì ở đây chúng tôi muốn cái gì, lan tỏa cánh tay dài của Phật pháp nói chung và của các khóa thiền nói riêng, cánh tay dài. Quý vị phải làm sao mà quý vị có kết quả thì mới lan tỏa được chứ. Còn bây giờ hành thiền 10 ngày sau mà về gọi là cốt khỉ hoàng cốt khỉ, cũng như như xưa, thì cuối cùng cũng như không, không có tác dụng gì hết, không có lan tỏa được. Mà Phật pháp phải được lan tỏa, chùa phải truyền qua người này, truyền qua người kia, truyền qua người nọ, chánh niệm phải được truyền đi. Một lần nữa xin cầu chúc cho sức khỏe đến sư Hạnh Tuệ, chư tăng cùng toàn thể quý vị năm điều phước báo, sống lâu sức tốt, an vui sức khỏe, tinh tấn tu hành, cuối cùng thành tựu đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.